sau tuổi 25, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như thâm sạm, nhăn nheo, nám và tàn nhang. Phương pháp cấy Meso Adeva Collagen Plus tại Vitamin Diva được coi là bước tiến mới, duy trì sự trẻ hóa và thanh xuân cho làn da. Với độ an toàn cao, hiệu quả tốt và lâu dài, giải quyết được các vấn đề của da hư tổn, điều trị và ngăn chặn tình trạng da lão hóa, đồng thời tăng sinh collagen và elastin cho làn da. Lúc trước á, nhìn mình rất là già luôn, do cái da của mình á, nó bị trùng nhão, nó bị sạm, với lại có nhiều cái vết nám li ti nữa. Nhưng mà chỉ sau một liệu trình Meso ở Diva thôi là da mình á, nó hết trùng nhão nè, những cái vết nám li ti đó nó hoàn toàn biến mất luôn. Gọi 1900 2222 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.